lực lượng Ukraine được cho là đã xuyên thủng ba lớp phòng tuyến của Nga nhờ vào xe bọc thép. Tuy nhiên, họ phải hứng chịu tổn thất nặng nề để có được bước đột phá này. Dù tạo được bước đột phá đáng chú ý, quân đội Ukraine phải phơi mình trước hỏa lực bão hòa của quân đội Nga và chịu nhiều tổn thất nặng nề, một cái giá phải trả không hề nhỏ. Một chỉ huy Ukraine hôm 23 tháng 9 cho hay các lực lượng Ukraine cùng xe thiết giáp đã chọc thủng phòng tuyến chính của Nga ở mặt trận phía Nam và đang tiếp tục phát huy thắng lợi này. Đây là một thành quả khiêm tốn nhưng trọng yếu của Kiev khi họ đã nỗ lực trong thời gian dài để tạo đột phá trong chiến dịch phản công. Viên chỉ huy đơn vị đổ bộ đường không của Ukraine chiến đấu ở tỉnh Zaporizhia cho hay trong tuần qua, các xe thiết giáp đã tiến qua tuyến phòng thủ Surovikin gần Verbov, một ngôi làng nhỏ nằm cách Robotai vài km. Quân Ukraine đã chiếm được Robotai tháng trước. Nga vẫn duy trì lực lượng phòng thủ đáng kể ở phía nam phòng tuyến, như là các cụm cứ điểm xung quanh Tokmak cách Verbov 40 km về phía tây nam. Viên chỉ huy lực lượng đổ bộ đường không của Ukraine thừa nhận việc đột phá bằng các xe bọc thép như Marder của Đức và Stryker của Anh đã hứng chịu tổn thất cao. Ông nói nhiều thiết bị đã bị phá hỏng tại đó. Viên chỉ huy này phải che giấu danh tính để có thể trao đổi cởi mở về thực tế chiến trường. Viên chỉ huy cho biết quân Ukraine đã phải đối mặt với sự bão hòa mìn chống tăng và cả sự bão hòa lực lượng của đối phương. Ông nói, theo hướng Robotai và Verbov, liên tục có lực lượng xung kích của đối phương tiến tới. Phòng tuyến Surovikin của Nga bao gồm 3 vành đai, trong đó vành cuối cùng gồm chiến hào và các chướng ngại vật, răng rồng. Theo viên chỉ huy nói trên, bộ binh Ukraine đã vượt qua lớp cuối cùng cách đây 2-3 tuần, nhưng phải đến gần đây, xe quân sự của Ukraine mới có thể di chuyển qua khu vực này. Ông cho hay, tiền tuyến đã được đẩy lui về phía sau răng rồng, nhưng điều này làm chậm đà tiến của quân Ukraine. Tướng Oleksandr Tarnovsky nói với CNN rằng binh sĩ dưới quyền của ông đã thực hiện được một đột phá gần Verbov, mặc dù quá trình này không nhanh như kỳ vọng. Đánh giá thận trọng về đột phá của Ukraine. Trong một báo cáo vào hôm 21 tháng 9, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở ở Washington cho hay các bức ảnh được định vị cho thấy xe thiết giáp đang hoạt động ngoài lớp cuối cùng của phòng tuyến Nga, nhưng họ chưa sẵn sàng đánh giá liệu các lực lượng Ukraine đã đột phá được hoàn toàn qua phòng tuyến Nga hay chưa. Báo cáo của ISW có đoạn không rõ liệu các lực lượng Ukraine có giữ được các vị trí này hay không. Tuy nhiên, ISW vẫn đánh giá đây là những dấu hiệu quan trọng về tiến triển trong chiến dịch phản công của Ukraine. Kể từ khi mở chiến dịch phản công vào tháng 6, các lực lượng Ukraine mới chỉ nhích được từng bước nhỏ trước tuyến phòng ngự chắc chắn của Nga, gồm những khu vực bão hòa mìn chống tăng và mìn chống người với độ sâu từ 5 đến 16 km. Tiến độ chậm của cuộc phản công khiến giới chức phương Tây trước đó kết luận rằng cuộc phản công nhiều khả năng không đạt được mục tiêu ngắn hạn như tới được thành phố Melitopol gần biển Azov trước khi mùa đông đến. Vai trò của xe thiết giáp, đặc biệt là xe Stryker. Theo hình ảnh nguồn mở, các xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine, dù chống chịu kém trước xe tăng và tên lửa chống tăng, vẫn có giá trị lớn trong việc đưa an toàn 11 linh Ukraine tới một vị trí nọ. Năng lực chuyên chở như thế này là hơn các xe thiết giáp như Bradley và Humvee. Vẫn theo các bức ảnh nói trên, còn có các xe kháng mìn giúp đưa binh sĩ ra nơi giao tranh và các xe Marder do Đức sản xuất sử dụng các vũ khí hạng nặng hơn để phá hủy xe đối phương và bảo vệ các xe chở quân của Ukraine. Trong khi đó, đặc nhiệm Nga cũng hôm 23 tháng 9 thông báo qua mạng xã hội Telegram rằng đòn tấn công do họ thực hiện nhằm vào trụ sở hạm đội Biển Đen trên bán đảo Crimea đã đánh trúng vào cuộc họp của ban lãnh đạo hạm đội này, làm chết và bị thương hàng chục quân nhân, bao gồm cả cán bộ cấp cao. Nga xác nhận hư hại đối với tòa nhà trụ sở hạm đội, nhưng chỉ cung cấp ít thông tin về thương vong. Trong khi đó, trực thăng đang ngày càng hữu dụng trong cuộc phản công nhiều khó nhọc của Ukraine. Các chuyến bay của trực thăng Ukraine có độ rủi ro cao vì Ukraine không dư giả trực thăng quân sự cũng như phi công lái trực thăng. Tuy nhiên, hoạt động của lực lượng này giúp duy trì áp lực lên quân Nga, theo một viên chỉ huy thuộc lữ đoàn bay chiến thuật số 18. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.